trình học được tổ chức hàng năm. Đây là dịp để các thế hệ y khoa được giao lưu gặp gỡ hàng ngày, ngày một thắt chặt tình đoàn kết hơn. Thì có kinh nghiệm năm 2017 cũng không ngoại lệ, chương trình tạo điều kiện cho các bạn sinh viên khối Y15 trao đổi những thắc mắc và kinh nghiệm học tập với các thầy cô và các anh chị sinh viên năm trên để có thể chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất khi đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện. Chúng ta sẽ cùng đến với anh Nguyễn Đức Vượng, một cái tên không còn là xa lạ gì với các bạn Y15 của chúng ta được đúng không ạ? Xin mời anh chia sẻ. Thì đây là cái khái niệm mà anh được sử dụng có thể mà quản lý thời gian của mình để làm cân bằng chuyện học, chuyện tham gia những hoạt động và những cái việc khác chẳng hạn như học trong văn học, tin học vân vân trong 3 năm vừa rồi thôi. Thì nếu mà khi mà bạn hỏi anh ấy, thì anh thường sẽ không nói ấy, là anh không đủ thời gian để làm một chuyện A, B hay là C, mà anh sẽ nói là cái chuyện A, B hay là C đó nó không phải là ưu tiên của anh tại thời điểm hiện tại. Rồi anh sẽ giải thích về chuyện này, chẳng hạn như là nội lực môn thực thì khó hơn, ai cũng biết về cái điều đó rồi. Nhưng mà mỗi tội là 2 tháng nữa các em mới phải thi nội lực. Trong khi cuối tuần này nè, các em phải thi ngoại rồi. Mà ngoại thì cũng không hề hơn kém được nội cả. Thì trong tuần này là các em ưu tiên là giành sức của mình để học ngoại. Rồi nội thì mình có thể giảm từ từ đi. Tóm lại đó là chúng ta có rất nhiều việc để làm. Khi mà các em dành thời gian làm nhiều cái việc này, có nghĩa là các em phải giảm thời gian cho việc khác. Bởi vậy là các em đừng có tham lam. Các em hãy lên một cái danh sách những cái việc ưu tiên của mình, sau đó thực hiện những cái việc này theo thứ tự, là cái nào có thuốc trước làm trước, cái nào sau làm sau. Phải làm đó là cái cách sắp xếp thời gian trong năm ba ý là hợp lý và anh đã ứng dụng bản thân mình trong năm vừa rồi. Anh đang nói tí xíu, bạn bạn nói về cái xếp ưu tiên á, thì anh nói chút là về mặt gọi là nó về góc nhìn của giảng viên nha, tức là ngày xưa sinh viên thì dĩ nhiên anh cũng có đôi chút làm cái thuyết đó, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà ở về góc nhìn từ khi anh làm giảng viên tới giờ thì mấy bạn vận dụng cái thuyết này nó triệt để quá đi, cho nên á giống như mấy bạn đi ngoại các bạn đi lâm sàng mà mấy bạn cứ thứ hai thứ ba thứ tư thì đi đầy đủ, tới thứ năm thứ sáu là gần như không có thứ này đi được viện. Rồi hỏi lý do thì tuần này em đi sinh lý bệnh, rồi ưu tiên sinh lý bệnh, cái tới tuần sau thi dược lý, tuần sau nữa thi nội, mấy bạn cứ ưu tiên riết là hết 2 tháng đi lâm sàng mấy bạn cũng không học được gì hết trên lâm sàng, thì mấy bạn ưu tiên thì mình đồng ý là không ai muốn rớt cái môn cuối tuần hết, nhưng mà ưu tiên thì vừa lên mấy bạn vẫn để những cái môn mấy bạn đang đi lâm sàng đang đi thực hành ở một cái mức nào đó, ví dụ như mấy bạn có thể không đi xuyên năng học dịch thêm tối thiểu ví dụ từ 7 giờ rồi đến 11 giờ là cái giờ học buồn bạn phải có mặt ở bệnh viện, chứ cứ đến thứ năm thứ sáu là toàn là nhập được một đống đơn xin phép là một mấy cái số nó trái rài đến thứ năm cuối tuần là sáu tiền là số trái rài tiêu chảy kiểu gì đó, thì thật ra toàn cũng dễ lắm, không lẽ toàn bắt em chứng minh là em bị trái rài dễ thôi, nhưng mà vấn đề là mình ưu tiên mà vừa thôi, chứ các bạn biết là các bạn đi năm nhất năm hai sau này các bạn sẽ thấy cái trường đi mình nó có tuần nào mà không thi, cuối tuần nào cũng thi hết á, cho nên lâu lâu có cuối tuần cũng thi là trường đi chơi thì nó thoải mái chứ ta còn là cuối tuần nào cũng thi hết á, nên mình cứ ưu tiên vậy là coi như là mình bỏ luôn lâm sàng à, nó mấy bạn ưu tiên nhưng mà nó có những cái giới hạn của nó nha, chứ được cái độ cắm đầu cũng sắp là học môn á, ở bệnh viện thì cũng không đi, trực thì cũng không đi, thì cũng không nên. Thì chúng ta đi ngay lại đấy là cái tình trạng mà những đứa người nói thực sự có xảy ra rất là nhiều, chúng ta là có thì cái tình trạng rất là xấu à, thì để giải quyết cái chuyện này anh nói về thuyết ưu tiên, nhưng mà những cái sau của nó nữa là anh chặn được cái câu hỏi của một bạn nào đó trong khối mình và nói à anh ơi vậy thì cái cách mà cái phương pháp cơ bản của mình để học tốt trường đi là gì, thì anh không biết ở đây có nhiều bạn thắc mắc cái chuyện đó không, để mà anh ấy biết là để mà thực
hiệu quả cái thời điểm của mình, em xin rất là ngon cho nên thầy. Nhưng anh đã chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của anh thôi, chỉ có 3 điều thôi. Nhưng đó là 3 điều đơn giản, không có to tát gì cả. Đầu tiên là em phải chọn được cái mục tiêu mặt của mình. Vậy thì để làm sao để chọn mục tiêu một cách hiệu quả nhất trong cái thời gian mình bỏ thì em nghĩ rất là tốt nhất là có thể khi mà anh nói cái cụm từ đó rất nhiều bạn ngạc nhiên hỏi của sao anh nói cái chuyện tương tự vậy, sao lại đánh đàn sẽ cái mục tiêu học. Thì anh nhớ là trên của cái bộ môn của bộ môn ngoại ấy, thì anh Tuấn có chia sẻ một cái video clip trên TED Talk là sự khác biệt cái sinh viên là kết quả tốt và những cái sinh viên còn lại là gì. Thì là những sinh viên này rất nhiều luyện tập rất là nhiều. Thì khi mà các em giải đề, các em đọc sách qua anh giải đề tại thủ đô không đúng. Một điều tuyệt vời là khi mà các em sai, các em học rất là tốt. Khi các em đúng thì các em không học được gì cả. Thì khi mà các em làm đề thì các em sẽ nhận ra những cái điểm mấu chốt trong đề. Khi mà học xong được bộ môn thì thầy cô tự nhắn cho các em và được nhiều người cảm thấy nhớ và cảm thấy theo cho cái cuộc đời này. Thì khi mà các em tập được rất nhiều điểm mấu chốt như vậy, các em quay trở lại tập cái bài trong sách, trong slide của trường mình á, thì các em sẽ thấy những điểm đó các em tập trung rất là tốt. Cả những cuộc bài có khoảng 10 câu hỏi thôi thì các em tập trung được khoảng 10 điểm chính của bài đó là em nắm được bài rồi. Thì sau này các em đồng thi của các em rất là tốt và các em bước đầu tiên là nên tập sơ bài, sau đó đánh đề và biết được bài mình tập trung cái gì cái việc thực sự quan trọng. Thứ hai là thì mình biết là tiêu học của mình rồi ha, thì bây giờ mình sẽ học cái gì, tài liệu như thế nào. Thì cái thứ hai là chọn tài liệu. Em nghĩ là y khoa là một cái bộ môn cũng gọi là khoa học mà phát triển với tốc độ rất là mạnh mẽ, có nghĩa là rất là nhanh và cảm nhận rất là nhiều hỏi vậy. Thì làm sao được nhiều sinh viên của mình trình độ thì nó tốt lắm mà tiếng Anh thì chưa có tuyệt vời lắm, làm sao được cảm nhận những cái thứ đó được. Thì anh nghĩ đi học nghe giảng và đọc slide là cái điều tuyệt vời nhất, bởi vì thầy cô rất là lớn rồi, khi em cho nghe rất là nhiều thầy cô cũng truyền lại tới những em, các em là những điểm mới nhất, những cái gì hay nhất trong phần bài giảng và phần slide của thầy cô. Có nghĩa là bước thứ hai học tài liệu cập nhật, nghe giảng và slide của thầy cô, và cuối cùng là bước cuối cùng đó chính là đi học lại. Bởi vì anh nghĩ là cái cách duy nhất để nhớ được đó, là học đi học lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi trong cái bước này các em có thể lấy sách bài giảng của bộ môn ha, rồi đọc về lên mạng tìm thêm thông tin vân vân và vân vân. Dù cách nào đi nữa thì quá trình này tốn rất là nhiều thời gian. Và để trả lời cái câu hỏi của anh Tuấn ban nãy đó, là các em đi học sớm đừng để nước dưới chân khi nào. Như vậy thì tóm lại phần của anh đơn giản ba phần thứ nhất là phải biết mục tiêu học và cái nhà thứ hai là phải học bài cập nhật có nghĩa là phải nghe giảng và đọc slide. Thứ ba là chỉ có một cách duy nhất các em phải học được nhớ được và học đi tại nhiều lần và bắt đầu một chuyện sớm cho các em hơn cái câu hỏi của mình.